Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay Lợi Minh like đề tài về mấy cái thằng chống cộng ở hải ngoại. Tụi nó, cái đám lừa bịp ở hải ngoại. Thì chúc anh chị em, các bạn ở quê nhà một ngày mới an khang và thịnh vượng. Nói chung thì tình hình bệnh dịch ở Mỹ thì nó cũng lăn đùng, nó chết ầm ầm vậy. Anh chị các bạn biết bữa nay Mỹ là nó đã đạt 800.000 người rồi đó. Thì, với những cái tình hình Covid thì nó vẫn còn nhiều khó khăn. Ở Việt Nam thì mình thấy có những cái chiều hướng rất là tốt. Kinh tế Việt Nam thì thấy, nói chung là tôi thấy rất là ổn định. Mặc dù Covid nó cũng có cái sự cản trở, nhưng mà không đến nỗi mà tồi tệ, mà làm tê liệt tới nền kinh tế, mà chính phủ phải đưa ra những cái gói cứu trợ giống như bên Mỹ và những cái quốc gia phát triển. Anh chị các bạn biết, ở những quốc gia phát triển như Mỹ hiện nay, nếu mà nó không có những cái gói cứu trợ kinh tế đó, là rất là phức tạp đấy. Mà những cái đồng tiền cứu trợ hiện nay, anh chị các bạn biết, chính phủ Mỹ họ phải in tiền và phải bán trái phiếu để đi vay nợ về để cứu nguy cái nền kinh tế. Anh chị các bạn nên nhớ một điều, một cái đất nước như Mỹ nó chỉ cần bất ổn về kinh tế chính trị, nó gây lên những cái mất an ninh trật tự xã hội rất là khủng khiếp. Bởi vì một cái đất nước nó có những cái mô hình xã hội rất là phức tạp, một cái hợp chủng quốc, nó đa quốc gia trong đó. Nó không phải như ở Việt Nam của mình. Người dân của mình ngày càng người ta ý thức, và cái dân trí người ta càng lúc càng cao lên, người ta càng hiểu biết. Và khi có những cái khó khăn của đất nước thì người dân và chính phủ đồng một lòng với nhau để chống dịch. Thì hiện nay anh chị các bạn thấy vấn đề trên không gian mạng, thì có cái thằng mà gọi là luật sư Đài, Nguyễn Văn Đài, các bạn biết, anh chị các bạn biết thằng này nó lừa đảo dữ lắm nha. Vào những thập niên của năm 2000 là nó đã có mặt trên mạng rồi đấy. Các bạn biết nó vào trong những cái diễn đàn đấu trường, hồi lúc đó là Facebook chưa có mạnh như bây giờ anh chị các bạn. Hồi xưa thời gian đó là ở những cái diễn đàn gọi là Pow Talk, tụi chống cộng nó rất là mạnh. Ở trên đó nó đông dã man lắm kìa. Rồi thằng Đài này, thằng luật sư Nguyễn Văn Đài này, nó cũng lên đó nó kiếm ăn. Thời đó các bạn biết, như con nhỏ Lê Thị Công Dân, rồi Lê Chí Quang, ô nhiều lắm. Cái tay đó giờ cũng nó mệt mỏi, nó chống riết không ra cái gì. Thì thằng Đài thì các bạn thấy thằng này nó ở trên mấy cái phong trào chống cộng ở Pow Talk á. Nó vào đó, nó được sự tin tưởng của mấy cái nhóm chống cộng ở hải ngoại chứ các bạn. Thì tụi nó quyên góp cho thằng này, thằng Đài này nè, quyên góp cho nó đớp cả hơn cả $100,000. Lúc mà nó được cho qua Đức á, là nó ôm cả $100,000 nó qua đó, nó ở bên đó. Bây giờ nó lợi dụng cái Facebook nó lên, nó lừa tiếp. Cho nên các bạn thấy những cái tụi chống cộng, những cái thành phần dân chủ cũi, tụi nó rất là xảo trá và bịp bợm, toàn là cái đám lừa đảo. Thằng Đài này bây giờ, thằng Nguyễn Văn Đài này, các bạn thấy hiện nay trên cái phong trào Facebook thì nó đang lừa những người mà người ta không biết đấy. Còn nếu mà nó không dám quay trở lại mấy diễn đàn chống cộng ở Pow Talk, vào đó dân Pow Talk các bạn biết chửi sắp mặt đó luôn. Tại vì tôi vào đó tôi biết, tôi nghe mà, tôi xem mà mấy cái diễn đàn mà nó lên đó nó lừa người ta. Bây giờ thì nó ra ngoài cái mô hình Facebook và nó viết blog, và nó đi nó làm giống như là nó yêu nước. Cái thằng này nó cũng xảo trá, rất là bịp bợm. Những cái tay chống cộng ở hải ngoại, tôi nói anh chị các bạn biết, và mấy cái tay dân chủ cũi trong nước cũng vậy, toàn là cái thứ gọi là xảo trá, bịp bợm, lừa đảo. Như tôi nói anh chị các bạn, như tay Đỗ Thông Minh là một tay chống cộng mà tự phong lên tới học giả, cũng lừa đảo,
sĩ quan đồ. Mấy cái tay đó mà ai mà tham gia ở những cái diễn đàn mà gọi là power talk, các bạn sẽ biết mấy cái tay này ghê gớm lắm. Nó dùng những cái tâm lý chiến, nó lên đó nó xảo trá, nó mị dân, nó bịp bợm. Chàng ơi, khi mà nó lấy được lòng, nó kêu gọi quyên góp, các bạn biết bạc trăm ngàn đô là bắt đầu nó cõm, bắt đầu là nó chuồn. Cái tay mà sĩ quan, các bạn biết ở bên Pháp, ông này chống cộng, tôi nói các bạn nghe ổng mà thuyết trình các bạn không mê chết. Những người mà yếu bóng vía, ổng mà thuyết trình là các bạn rất là mê. Tại vì họ mấy cái tay này tụi nó hiểu biết về vấn đề tâm lý chiến, anh chị các bạn biết không? Nó xạo cha ghê lắm. Rồi cũng lừa bịp lừa đảo thôi, anh chị các bạn thấy đó. Thì bây giờ thằng Nguyễn Văn Đài này, nó lợi dụng cái mác luật sư của nó chống cộng trong nước, rồi nó giờ nó được qua Đức, anh chị các bạn thấy nó tiếp tục dùng cái tiếng nói của nó vào trong cái không gian mạng Facebook để nó lừa bịp. Tụi chống cộng toàn là cái đám ô hợp không mà anh chị các bạn ơi. Nó chẳng có đứa nào ra hồn vía gì hết trơn á. Ở trên không gian mạng này, tôi tham gia mấy chục năm nay, tôi nói chị các bạn biết, không có ông nào, bà nào, con nào, thằng nào mà hồn vía ra chống hay nói cái gì mà nó đúng, nó phải hết trơn á. Nó chống, nó làm, nó nói lúc đầu thì các bạn nghe tưởng đâu là có lý, rồi xong rồi nó cũng lừa đảo. Các bạn thấy tổ chức Việt Tân cũng vậy, nó lừa những cái người mà trẻ, những một số những người mà không biết, nó lừa, nó lợi dụng những cái sự mà yếu kém của một số giới trẻ, khi mà vào sâu với tụi nó rồi nó cũng lừa đảo. Khi mà cái cha đẻ của tụi Việt Tân cũng vậy, anh chị các bạn thấy, như Hoàng Cơ Minh cũng giết người bịt miệng, rồi cũng ai mà nói là không đúng theo lợi ích của tụi nó là tụi nó cũng giết người bịt miệng. Các bạn thấy đó là những cái thập niên 90, 80, 2000. Bây giờ tại vì truyền thông nó mạnh quá rồi, và cái mô hình xã hội toàn cầu quá, nó càng lúc nó càng mạnh lên. Tụi nó không dám giết người mà ám sát bịt miệng nữa. Cho nên nó sử dụng những cái truyền thông bẩn của nó để nó xảo trá, nó bịp bợm, nó lừa. Cái đám chống cộng ở hải ngoại này, tôi nói anh chị các bạn, cái đám mắt ôm trên Facebook luôn, nó lên nó làm giống như là nó là cái gì đó ghê gớm lắm. Nó là cái gì đó ở xứ người mà mình tưởng đâu là thật không à. Tụi nó nói y như thật không à. Mà tới chừng mà hiểu ra rồi toàn là lừa đảo. Mấy cái đám ở trên không gian mạng này, cho nên anh em chúng ta lên trên này chỉ đáp trả lại, tranh luận, đấu tranh với tụi nó thôi. Chứ còn mà lên trên này mà kiểu mà ôn hòa, mà cái kiểu giống như là nói giống như nói ngọt, tôi nói không được với mấy cái đám chống cộng. Mà chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, tôi nói anh chị các bạn, tôi nói không được với mấy cái đám này. Tại vì con người tụi nó xảo trá lắm, các bạn biết. Các bạn biết ông Đỗ Thông Minh là một du học sinh của chế độ cũ sang Pháp, mà tụi nó tăng bốc ổng lên thành học giả. Mà khi mà tôi tranh luận với ổng, các bạn biết ổng tranh luận mà ổng nói không lại là bắt đầu ổng quay qua ổng chửi bậy. Nó nổi điên lên rồi bắt đầu nó chửi bậy. Cái đám chống cộng vậy đó, nó gọi là lưu manh giả danh trí thức không à. Tụi nó toàn là cái đám lưu manh giả danh trí thức. Anh chị các bạn thấy hàng Đài, mấy lần tôi gặp nó mày giờ phút này mày còn luật sư Đài, tao nghe thấy muốn ói. Mẹ, giờ có hỏi các bạn chứ qua Đức sống chỉ có phải đi kiếm cơm thôi. Giờ nó lợi dụng cái tiếng nói của nó lên mạng Facebook, giờ chưa ai, nó chưa lừa được đó. Nó đang bắt đầu thôi đó. Các bạn thấy nó lập lên những cái kênh của nó, rồi những cái blog của nó, Facebook của nó. Nó cái thằng này nhìn cái mặt của nó là các bạn thấy sự điểu giả, bịp bợm, xảo trá. Tụi chống cộng 10 đứa, 10 thằng, 10 con, hết 10 đứa. Tương lai và đời sống và cái kiến thức của tụi nó
nó lèo bên này, nó lái bên kia, nó chỉ tìm cách làm sao nó tạo cho những cái kênh truyền thông của tụi nó để nó kiếm ăn. Không tiền quảng cáo thì phải đi quyên góp, bị bọn lừa đảo. Các bạn thấy cái tổ chức Hoàng Cơ Minh ngày xưa đó, những cái năm tháng đầu nó lừa bà con ở hải ngoại trên 10 triệu đô đó. Các bạn biết 10 triệu đô cái thời đó vào thập niên khoảng 90 lớn lắm chứ không phải là giỡn đâu. Nó lừa tới sau này nó không còn mà giấu được nữa, nó mới bị lộ ra. Tụi nó toàn là lừa đảo không, chẳng có thằng nào yêu nước thương dân. Nó muốn làm sao đất nước mình phải loạn lạc, phải khó khăn mọi bề hết. Anh chị em các bạn thấy dân mình trong nước ngày hôm nay làm ăn phát triển, kinh tế đời sống khá lên, người ta đầu tư kinh doanh mọi ngành nghề và họ bươn ra tới tầm cỡ quốc tế như tập đoàn của Phạm Nhật Vượng, xe hơi người ta làm ra những sản phẩm là các bạn thấy nó xuyên tạc, nó chống phá. Nó thấy Việt Nam mình có cái gì mà tốt mà hơn tụi nó là nó ganh tị, nó ghen ghét, nó chống phá. Anh chị các bạn thấy ở trên cộng đồng mạng Facebook bây giờ nó nổi đầy lên hết. Nó không từ bất cứ một cái thứ gì hết. Cho nên anh em chúng ta hãy đồng một lòng với nhau chống lại tụi nó. Vạch mặt cái đám chó má này, nó rất là khốn nạn. Tụi nó cái sự khốn nạn của tụi nó đến tột cùng. Anh chị em các bạn ơi, toàn là cái lũ ăn welfare trợ cấp xã hội. Tôi hỏi anh chị em các bạn, nó lên trên đó, nó lừa người này, nó lừa người nọ, mà nó có làm ra được cái cuộc sống ổn định nó về đời sống kinh tế vật chất ở nơi cái xứ người mà nó đang sống đâu. Những cái bất cập, những cái nan đề xã hội chồng chất ngổn ngang. Có nhiều thằng chống cộng nó phe, nó lãnh một tháng tiền 1.200 của chính phủ. Các bạn thấy đó, các bạn thấy trước mặt như vậy, nhưng thật sự những cái đồng tiền đó là tiền bạc, tiền vai, tiền hỏi bạc hỏi, tiền của những người khác đi làm phải đóng thế vào để bù đắp vào trong đó. Các bạn, nó chỉ lên mạng nó phe nó nổ thôi, chứ nếu mà nó nói ở ngoài mà người Mỹ mà người ta hiểu đi, tiếng Việt nó nói đi, các bạn biết người ta tán vô mặt nó không còn cái răng để ăn cháo luôn á, chứ không phải đâu. Bởi vì những đồng tiền mồ hôi nước mắt, tiền thuế dân Mỹ nó đóng bạc mạng, không phải như Việt Nam đâu. Anh chị các bạn biết người ta đóng đủ mọi thứ hết. Ông chính phủ ông phải đi vay đi mượn, tạo nên một cái sự nền kinh tế lạm phát. Mấy hôm nay tôi đọc tin tức thấy xăng dầu ở trong nước giảm, mà trong khi đó xăng dầu bên Mỹ các bạn thấy nó tăng lên. Bữa nay tôi đổ dầu là 4 đồng một ga lông rồi. Các bạn thấy những cái tiểu bang mà như Cali 7-8 đồng một ga lông, đời sống khó khăn trăm bề. Thôi thì mình chia sẻ đến đây, tại vì thấy mấy cái tụi chống cộng, cái lũ ô hợp đó, nó lên mạng, nó xuyên tạc, nó chống phá, mình bức xúc. Cho nên chia sẻ với anh chị em các bạn. Chào anh chị em các bạn lần nữa. Thôi thì Lợi Minh xin dừng ở đây. Hẹn gặp anh chị em các bạn live tiếp. Và mình cũng đã đặt vé máy bay rồi. Đầu năm tháng 1 mình về. Hy vọng là cái vấn đề tình hình bệnh dịch nó không có tồi tệ. Chuyến đi về của mình kỳ này sẽ như ý. Xin chào anh chị em các bạn lần nữa. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.